Nghiêng qua. Xếp lên chị chứ. Hồi nãy không thèm thì xong rồi ngồi đó thèm. Nặng là chị đeo khẩu trang, đừng nghe mà quay chị đeo khẩu trang chị khó chịu. Sao khó chịu? Không biết. Hồi hộp. Tự nhiên mà nặng mà đeo khẩu trang. Thế là không phải hồi hộp mà là tự nhiên cảm giác khó nặng rồi đó. Như vậy mình nặng mình không cúi xuống đi này hay răng á. Nặng đeo khẩu trang, nặng quay là mình cúi cúi xuống. Cảm giác như những che chỗ mắt á. Có thấy. Bên kia phải quay nhiều game vậy. Ừ. Ừ. Giờ bên kia muộn gì cũng quay á. Ừ, thôi cũng được. Bên kia đâu có ghi đâu. Bên kia chị lo quay mấy cái mụn ngon mà chị lo cũng đâu ghi. Thôi thôi ghi cũng được. Cái ông thầy nó ông đi với riêng mình lâu lắm rồi đó. Có mà. Không có đi mà. Ừ, ý là ông đi lên được nghe ông ít đi. Đi ra ngoài mới được. Đi qua. Ông đi từ bên đền lý qua tới đây đó. Ngày đầu gần lấy thằng ít đi. Thế là trước hồi đi một tuần một lần. Chắc phải 2 tháng nay không thấy rồi. Ông đi mình đâu mấy năm rồi đó. Từ đền lý qua.
cái cục to chết cái sớm chết cái bị máu con dính. Chúng nó chắc không? Bên kia mà mụn ngon là quay hai người luôn. Mụn mỗi người mỗi gấp. Cục ngon mà cũng giống mấy cục bự 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 này. Thấy không? Mình Phương quay điện thoại nếu quay mua quen. Nghe anh ơi, anh mang vô trong giùm em với. Dạ em chuyển khoản. Không, đồ cái gối xe. Như tí tóc đâu cho kiểm tra rồi đúng không? Na ơi, đây đây anh ơi, lấy giùm trong nó 260 đưa giùm cái nè. Cái này đâu cho kiểm tra đâu rồi em anh. Mấy phút còn chắc là mà hôm nay đã ok anh chắc được chắc được cái chỉ có bên kia với bên trái không. Chỗ mà có máu ở trên cái tay. Ly đi đi chơi mà không nói nè hả? Bạn bè gì lạ đấy bây. Cầu bài gì? Hôm qua nói mà mày không tin đấy chứ. Thôi được rồi, mình cứ nhớ rồi chứ.
Nhắn đã giao đơn thành công. Mười phút mấy? Mười rưỡi rồi. Mười rưỡi được rồi. Tao chưa có miệng nữa.